đi thì mới biết được. Vào đấy thì họ cho ăn đủ bữa thôi, cầm hơi thôi, chứ còn ăn Cái no chỗ thì nha bạn, cái chỗ của mình nó thoải mái nha. có Còn cái chỗ chỗ của bà dì mình nhớ đi á, nó không cho ra khỏi cửa luôn. ờ Ngồi trên giường cả ngày vậy đấy. nhưng mà à thế chắc ở chỗ đấy kiểu nặng hơn, nhiều ca nặng hơn hay sao ấy. Tại vì ở chỗ đấy nó có dân cư ở gần đấy. Đúng rồi, Còn chỗ cái chỗ của mình là mình ở bên cảm ơn mèo nhá. khu ký túc xá của đại học ấy. Thành ra là nó thoải mái. Rồi Ừ, đi ra ngoài đá cầu này, đá banh này, tập thể dục này, nhảy dây các kiểu đầy đủ hết. vãi cả Thích nhảy chơi dây. gì chơi. Thì có là mang dây đi nhảy. Còn mấy ông mang cầu, mình vô mình đá cầu này, các kiểu đá xong về muốn đứt Thế cái dép luôn. không khác gì hồi đi còn đi học nhỉ, nhớ vậy. Còn sướng hơn đi học các bạn. Sáng nha, 7 giờ sáng đi xuống lấy đồ ăn sáng. Người ta phát đồ ăn sáng ở dưới đó. Vì xuống mình lấy Sướng xếp hơn đi hàng học. lấy. Ăh, ăn sáng xong, xong làm gói mì tôm ăn sáng xong cái đánh răng rửa đi mặt đi xuống đi đi học. đi đi cách ly rồi, như kiểu đi nghỉ dưỡng Đi tập thể dục. ấy. Tập thể dục đến 9 giờ, tắm nắng đến 9 giờ, bắt đầu Vãi cả nắng tắm đến nắng 9 luôn. giờ là nã... Mấy anh nghỉ ừ. dưỡng Tắm nắng đến 9 giờ thì kiểu là nắng bắt đầu độc rồi đúng không? Là đi lên. Đấy, đi lên là lại làm tí đồ ăn sạ đồ ăn làm vào ăn vào. Ăn xong ngồi bấm điện thoại, ngồi nghỉ ơn ngơi Minh đến nha. 12 giờ hơn 1 giờ lại xuống lấy cơm ăn, ăn xong ngủ. Ngủ lên 3 giờ với 4 giờ cái xuống tắm nắng tiếp. Đến 5 giờ lại lên tắm rửa. 7 giờ ăn cơm, Về hết thế nhỉ? ngày. Đi ngủ 8 giờ đi ngủ. Tính ra kiểu mình giờ giấc sinh hoạt của mình nó không được ổn định, nhờ vào trong những cái kiểu như môi trường quân đội hay là môi trường của y tế, cái là đúng là gọi là chuẩn luôn nhỉ. Ơi vô 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 đấy gọi là mình khỏe hẳn người đó bạn ạ, tại vì có người nó ăn mới nghỉ không à. Khỏe lắm. Thì tất nhiên rồi. Thế mới biết là bây giờ cái bộ phận trẻ hiện tại bây giờ kiểu ăn uống kiểu sa đọa ấy, từ cái quên giờ cái giờ giấc sinh hoạt nó sa đọa, toàn thức ngày cày đêm nhịn sáng rồi cày game các thứ, nhưng mà Có mình chấm có MOBA nữa không? vào môi trường của gọi là quân đội là một, môi trường của y tế là hai, là bắt đầu là chuẩn lại ngay. Đúng đó. Thì tất nhiên tắm nắng thì da nó phải sạm đen đi chứ, Ừ nó đen ra đi nhưng mà mình phải tắm mọi người, tại vì nhưng mà da bác sĩ yêu đen, cầu á. da đen thì người nó mới khỏe được. Bác sĩ yêu cầu mà. Chứ còn Dặn dò là da sáng phải tập thể dục này. mà trắng Đó. mà thì yếu lắm. Sáng là phải tập thể dục, tối về là cũng phải tập thể dục. Chiều nhầm chiều. Tối thì nghỉ chứ tập. Nhà là 5 tầng có rồi, tao thấy một Mình biết, hôm nay mình thấy. nhà đỏ có hay không ta, hình như không có Đó thì ai không thấy nhưng mà nhà xa có. Tầm tầm mình thấy. có nhìn mình à. Win này. Chưa có scope bắn khó quá. Ngó nhỉ? Sao không ngó nó nhờ? À ngó kìa. Ôi một thằng. Ôi nó ở ngoài cầu thang yếu cả hai. Ô kìa. Ơ thằng này ngã ngã chết à? Mình bắn cả hai chết, hai thằng leo ra ngoài cầu thang không có chỗ chui mình bắn chết. Vãi nồi. Ơi, mình ăn ngáo vãi nồi ạ. À. Dễ thế nhỉ. Ngáo vãi cả nồi thèm. Mình ngáo bọn nó còn ngáo hơn cả mình. Mình để ý là mình chơi được 2 trận và mình nhặt được 2 khẩu ốp nhưng mà mình chưa bắn được 1 viên nào. Thế trận này được bắn Cầm ốp trên tay không cần bắn, không được bắn luôn. ôi cảm ơn ỉn nha. Một trận thì top 1, một trận thì hẹo luôn. Chị bé chắc đang bận rồi. Ôi, cái trận mà lúc mà mình bắn ở cái đoạn mà mình ôi. Mà mình mãi 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 nói. Ôi, phải lên ăn đây bắn luôn này. Watch Ở người kìa. Vãi cả. Trời, nãy định lên khu đây bắn luôn đấy. Phá xe à? Nó bắn mình rồi. Mình bắn một đầu. Bắn xe nó thôi. Nó ngó chỗ cái ô cửa thứ hai, thì trái qua tầng Ờ, 2 đấy. thằng thằng đó mình bắn một đầu rồi đấy. À. Một đầu nữa đây.
Hình như là bọn này có hai thằng thôi Cường ơi, tao thấy có hai thằng thôi. Ừ, tao cũng thấy hai thằng cơ. Nó lag nhà kìa thấy không? Tao thấy lắc nhà được hai thằng đấy, một thằng ở nhà. Thằng nhà này tao bắn hai đầu luôn. Lại một người nữa. Ốp này Cường. Gờ đô ra này. Ốp thôi, cửa đô ra bạn ăn đi. Hợp lý đấy. Rồi, mày chết. Hay là có muốn nốc nó xong rồi mới công không hay là công luôn? Để nốc cái đi. Được, bắn đi. Bắn đi để tao quan sát xung quanh sợ có team khác nữa. Một thằng ở nhà này luôn 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 rồi nha, nhà gần nha. Ừ, thấy rồi. Không ngó đi nhỉ. X4 À, hình như bọn này ba thằng bạn ơi. Nhà đó một gần kìa, nhà một tầng gần này. Sau cái thùng kìa cậu ơi. Thấy là mình đã bắn thằng sau thùng này. Mình có 3 triệu rồi, không làm gì được. Có 4 cái tầm nó. Ui lại flare bên kia nữa kìa. Ôi mini. Thôi bạn ơi, đẩy mini bạn. Đẩy trời luôn cho nhanh. Hết cái nhẫn rồi. Phun nước đi. Ít nhất 3 nha. Ok. Lại phải làm mới kìa. Chỗ này, không biết là chỗ này góc nào đẹp nhỉ? Chưa có chỗ này bao giờ. Góc phải ấy. Watch out. À quên góc phải nhỉ. Góc này hơi xấu. Nó lấy được đồi cao kia là dễ toang. Hai team rồi. Có thằng đội cao luôn. À, nó à. Ừ, mình bảo góc. Hai team không? Mình bảo không không. Nó sấy mình mà nó sấy về bạn mà. Không được, góc này khó rất cơ ơi, một thằng vẫn đang cày ở trên. Lùi đi, lùi đi, lùi lùi qua bên phải đi nhỉ. Ờ vòng ra phải lên chơi thằng ở trên luôn. Thôi mình bắn xuống hợp lý hơn. Thấy chưa, nó đứng kìa. Thằng này team khác. Team khác rồi. Ôi rồi. Có xe ở dưới cậu ơi. Nghe. Nó dừng rồi. Đông nha. Bên xa có một thằng nữa này. Nóc 2. Tìm được thằng. Yếu rồi ơi. Một chát bạn này, sờ bóc cho mình. Sờ bóc đó chắc anh. Nãy tao thấy có xe ở chỗ nhà thờ hay sao nữa ấy. Đông vãi. Ui, 4 thằng luôn ạ, tưởng bạn của thằng này. Mình tưởng có 3 này, mình đốc 2 rồi, mình tự tin mình đẩy vậy. Mình cũng tưởng có 3 thằng thôi. Lại team khác nữa. Dạ. Bị bắn. Thì như là cái bọn ở dưới chỉ có 2 thôi mày. Ui, mắc đồi à. X4 khó bắn quá. Thôi có X6 này, bạn bắn không? Ừ, được. Ý là mình bắn snipe thôi. Đây. Để lút nữa. Đứng đây lút lâu rồi sợ thằng phần kia nó móc phải trên đầu là đi, mình đi, 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 không, không, thằng này không có gì cả. Thằng này có gì không? Không, chả có gì. Và chơi cái thằng móc vừa móc mình đi. Ừ. Ủa cái thằng trong nhà nó bạn có cứu chưa? Chưa chưa, nó cứu được rồi, chắc chắn nó cứu được rồi. Đã kịp gạt đâu. Nó vứt đồ ở đây này. Chắc nó lại ở nhà nó núp rồi. Cái mặt sau này. Đúng rồi, đúng rồi. Trên đầu này. Đây đây.
yếu cực kỳ, yếu cực kỳ Lộc ơi. Nó nằm nha, nó nằm ngay đây thùng. Ôi bà có cháy đấy, bà có cháy đấy, tao cứu đấy, không sợ. Một thằng ở trong nhà nó chạy ra bên phải. Ờ, cứ cứu đi cho chắc ăn. Nó ra rồi. Không sao, không sao. Cho nó chạy, không vấn đề gì. Mà... yếu rồi, ba viên đạn này. Ông nội ơi. Ông ơi, tưởng mình ra mình gạt ông kia hay sao ấy, vội vàng chạy ra. Vẫn nốc mà. Ờ, vẫn nốc, nhưng mà như team này có hai thôi. Ờ, từ từ đã. Trước mắt của ơi. Sao trời. Sao trời. Ờ đấy. Watch out. Hai viên, hai viên. Cố bỏ thì vẫn còn người. Rồi lia. Rồi giờ mới chết. Vẫn cố bỏ thì chắc chắn là còn rồi, mình thấy cố gắng bỏ lắm. 6x. Nhà này có cái xe này. Watch out. Ừ. Có cái xe sau nhà là spawn à? Đó, xe người, đấy. xe người đấy, spawn đâu. Chắc bọn bắn flare đấy, nãy nó bắn chỗ hơn đâu kìa, nó vào đây. Ừ. Hay vậy? Biết đâu được. Lướt qua cái coi, lên trên đồi trên. Trên đồi có người à? À có không? Người, có người, có người trong đó luôn, có người trong đó luôn. Cứ nốc thì đã rồi không mà cho chắc ăn, họ bọn đội 4 đang khó, mình khó chơi. Cái này mắc cái cây bạn. Đây góc mình nhìn được này. Mình lúc nãy mình thấy một thằng nha. Hay là có mỗi thằng nhỉ? Tầng 2, mình vừa thấy tầng 2. Đẩy vào chơi luôn đi bạn ơi. Có mỗi thằng hay sao ấy, đúng không? Từ. Ok. Đây để mình vừa dụ cho. Nhìn. Mình dụ cho tao ngó này. Tầng 1. Nó dụ là đi luôn đấy, tao bắn hụt cái là đi luôn đấy. Hay. Đi, đẩy vào. Okay. Bọn Thái Lan. Ơ luôn bắt tài ơi. Kìa chạy ra kìa. Uầy. Yếu cực kỳ. Lên luôn đi, yếu lắm. Không, bọn này 3 hàng rồi, cẩn thận đấy. Ốp bom vào được rồi. Nó bắn sao nó chạy đâu rồi nhỉ? Một thằng bị dính bom lửa các bạn rồi. Thằng bên ngoài này. Ôi trời, nó không cứu ạ. Không cứu luôn à? Ờ, không cứu. Vãi nó ra nó ngoài nó nằm. Nằm làm sao đồ rồi. Hình như là... Nó nằm rồi. Nó nằm chỗ bên ngoài hành lang này. Ôi giời ơi. Hình như là thằng này hình như là có bom hay sao ấy, nó bị dính bom hay sao ấy, nó sợ. Thanh niên chơi đồ. Thằng nữa đâu nhỉ? Đấy, nó đứng ngay đây. Chắc là nó bị dính vào bom lửa hay sao ấy. Bạn quăng vào bom lửa nó bị dính rồi nó hiu máu rồi nó chạy. Xong mình ốc vào bom ngay đây nữa nó chạy rồi này sao này. Watch out. Có bom lửa chí quá mà. Đi. Không thể chạy đâu được. Ủa mà xem mình hư mẹ là xe nó mà. À, nó xoáy cũng chuẩn đấy. Xuống đi coi, xuống. Vãi cả nồi. Nó xuống nhà, xuống móc đi vô nhà. Nó yếu hết rồi bạn ơi, chạy được luôn, không cần phải xuống móc đâu. Nhìn đâu ra bọn này vậy? Âm binh thế nhỉ? Nói xong mồm. Ơ kìa. Có hai thằng cờ ơi, cờ đẩy phải đi. Có hai thằng thôi, nó yếu lắm. Ôi trời. Thôi. Thế thôi. Mẹ mình đứng góc IQ vậy, nó không thấy mình luôn.
bơm xăng hay là lấy xe buggy? Thử lấy buggy đi. Ok. Đây, mình leo lên trên trước mặt luôn. Thử leo lên trên bắt đầu xem có được không nhỉ? Hình như là leo chỗ này hay sao đây. Trên nó có xe sẵn rồi bạn ơi. Đi nhanh vào đây, trên nóc có xe đây. Ok. Bye, cà biểu. Hai thằng, một thằng cầm ốp, một thằng cầm M4. Cơ hội vậy nhỉ? Hú hồn, hú hồn. Ui, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Ui, sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá, phải chạy thôi. Chỗ này biết đứng chỗ nào được nhỉ? Lên cái mỏm này được. Watch out. Nè, còn khó thế. Ê, mình đổi xe đã bạn đây, hay đi hai xe chứ, cường đi vô xe này đi. Ừ, đi lên, lên 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 đồi 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 đối diện này. Cho bạn phải ốp bạn phá giáp trong đó. Nhưng mà chắc là có người luôn. Mình giấu xe đấy nhá, đừng để nó phá lốp. Đồi có người, có người trước mặt luôn ở trên. Có người nhá, trước mặt kìa. Đẩy luôn cầu. Lấy sai xe đẩy luôn. Một thằng ba yếu. Ba thằng nhá, mình lốc một thằng còn hai thằng ở dưới thôi. Xuống nữa rồi. Lốc thêm một. Cẩn thận nha. Bọn này 4 nha, bọn này 4 cơ ạ. Ôi, thôi mình chết rồi. Bên này yếu lắm. Bơm máu đi đâu, thằng này bên này nó cũng phải bơm máu thôi. Ok, nó cứu được thằng kia chưa? Thằng kia hình như mình gạt rồi sao ấy. Nó lại nó gạt mình này. Đấy, đừng chạy gạt bạn ơi. Rồi. Này, cho smoke hay cứu, cho smoke hay cứu, lộ đằng sau. Bốn thằng cơ à? Ừ. Thằng đầu mình bắn viên ốp thứ hai gạt luôn sao? Ok đệt. Thôi, trận này lại thắng bại tại vòng bo rồi. Thằng nào còn giáp không? Chắc là còn. Có cái thằng này tao bắn nó cũng toàn đầu này. Ở đây này, giáp 3 đang còn mới này, mới hơn cả giờ của tao luôn này. 8x luôn cường ơi. Trận này nhặt nhiều smoke thôi. Nhặt nhiều bom với smoke bạn nhá. Đạn để lệ khoảng hơn 100 viên được rồi. Ôi con. Ôi, tới chân. Có thằng đang leo, cố gắng leo vào này. Ui vãi nổi MG3, cường bắn MG3 không kìa, bắn MG3 đi cường ơi, cho không mạnh. Không, tầm này đừng bắn M4 nữa, bắn xa, không cần bắn xa đâu. Tao vừa thấy một thằng đang leo vào tường mày ạ. Ốp hai. Nữa, vãi cả nổi lắm ốp thế. Bắn MG3 đi bạn ơi. Xong rồi đi xe nhá, mình vào bo trước để mình chiếm bo cho bạn đi nhá. 10 giây, để ý giây. 4 giây kìa cường ơi. Bọn trên kia bắn mình rồi. Chạy được không đấy? Chạy đây. Chạy qua phải đi, bọn kia bắn mình rồi. Nó bắn bạn à? Ê. Nó xấy bạn à? Đấy, xe trong này nó cực hình đối với mình. Bỏ đau quá. À. Hãy cơ ơi, bỏ. Mình bảo đấy, bạn trèo xe bác đi, bạn mình leo lên núi luôn. Ok. Nó đang bắn nhau với team kia đấy. Tao thấy cái xe của nó luôn kìa. Ừ, kệ đấy nha, từ nha. Đi cường ơi, chúng nó vẫn đang. I'm out. Need ammo. Chúng nó vẫn đang còn tập trung, chúng nó bắn team kia ấy. Chỗ này mình leo kiểu gì nhỉ? Nó đi theo dốc này, cứ đi theo cái dốc này thôi bạn. Bạn nhìn hộ mình nhá, để mình chạy phải hay là chạy trái nhá. Sợ nó nghe nó bắn mình là toang này.
nghe nghe là bên trái này. Đấy, dừng 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 luôn. Kia kia. Yếu. Thằng này yếu. Bỏ vào sân đây, nó bay vào sân đây, vào sân đây. Đang bò. Này. Ồ. Không không, mưa gạt đúng không? Ừ, gạt gạt ba, gạt ba, gạt ba. Hay thôi, mình quá. Xem mình chơi luôn. Vãi nổi bạn. Chứ không mình nhảy xuống là mình rớt. À thế à? Được được được. Quả đó mình nốc là mình nốc ngang ấy chứ. Chiếu luôn trước mặt này. Thế thằng bạn nó ngay dưới rồi, vừa bờ bạn nốc rồi. Ok à. Để bấm, để thay đạn vào đây. Rồi hiện kêu rồi. Chả có ai cứu được nó hết. Mày thế, mày mà kiếm được con bác ghi ở bo cuối ạ, à, hên vãi. Dưới chân này, dưới chân bên phải này, chỗ này ừ. Có thằng bắn. Cẩn thận, trượt chỗ này nhá, chỗ này trượt được đấy. Bị trượt ngã đấy. Mình giấu còn xe luôn. Một team quá. Không không, còn hai team bạn đây, một team lẻ với một team ba. Rồi, mình thấy thằng lẻ rồi, nó chết rồi, ok. Họ này. Được rồi. Quả bom IQ này. Ô kìa. Ô kìa. Lắc rồi. Ô kìa, lắc rồi bạn ạ. Ui giời, quả bom dính dính rồi. Ôi, bạn nó đâu ấy? Ngay dưới mình. Rồi quả bom IQ vẫn nổi. Thế là ờ. Còn mấy cái. Thế là cái team Việt Nam này hình như được cứu mất một à đâu? Hình như là còn hai team Việt Nam chứ nhở? Còn cái thằng dưới cái xe ấy. Góc này thì mình không nhìn được. Không, mình đoán, mình nghe tiếng ở đây. Sau lưng này cũng có người này chắc chắn luôn. Bọn này chắc chết bo rồi, nó không. Ui, nó quăng lửa rồi ơi. Cẩn thận nha, gần đấy. Dưới này thôi. Úi. Nghe tiếng. Bất lực rồi, thanh niên bất lực rồi. Chỗ này khó chịu nhờ. Thằng kia nó ngay dưới gần xe luôn á. Dưới viền lần trước. Ôi, gần này. Ừ, gần mà. Hai thằng này sao luôn này. Đúng rồi, hai thằng với lại thằng lẻ bên kia. Bọn này chết bò rồi. Lên mày làm gì bọn này tha mình quả bom lớn chết ngay. Ui. Ôi, có bom lửa. Để nốc nha. Ôi sao. Mình nốc rồi. Ơ không, mình không nốc. Hay quá. Chơi IQ với mình hả bạn? Chơi IQ với mình hả bạn? Bọn nó chết bò rồi, bỏ đây. Còn thằng dưới này thôi. Vẫn chưa chết bo. Chết rồi, ngay. Còn hai thằng lẻ hay sao vậy? Chắc chắn. Ừ, dưới chân mình hai thằng này. Chết rồi, chẳng nhẽ đây. Tí nữa thì một người. Tí nữa khi mà bo thu vậy, một đứa, một ông đứng ở trên này bơm máu, một ông cầm xe kiểu mình lao xuống mình khuấy động, bạn hiểu không? Ok. Ừ. Này máu mày, bạn cầm máu đi. Thôi bạn bạn bơm đi để bạn cho mình làm quả highlight đi, mình làm clip cũng được. Ok. Ô, mình thấy nó rồi này. Thôi bắn đi, bắn được thì bắn thôi. Nó sau sau xe à hay sau Việt? Ôi đầu em ơi, đầu em. Ôi giời. Anh tính làm gì em đây? Đây đây đây, quả bom IQ, nó chết rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi bạn ơi. Đây còn à, hết rồi, hết bom bố. Ui. Không, không, không đùa được đâu. Chết bao rồi, nó chết bao rồi. Hay. Không đùa được đâu. Còn ông cuối nữa. À, hello mọi người nha, có cửa nhíp comeback hả? Nghe thì cũng được đấy nhỉ. Mình múa đấy bạn ơi, múa đấy. Yo. Quay đấy, quay trước khi lấy top 1 đấy.
Đấy, Hàng có đấy. nhạc luôn. Để mình rủ Ok. thêm con quạ nữa vào quẩy cho nó vui. Rồi, lại này. Nào. Tay quẩy này này. Rồi 8 giây kìa. Phun nước đi, phun nước đi, đứng yên nha, đứng yên nha. Phun nước đi bạn. Phun nước này xong rồi ấn, xong rồi chọn first, xong rồi ấn 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 liên tục nha. Ok. Ô. Ô cái đệt định bằng mẹ. Ôi Mà trời. highlight Ôi ô. Ô nó đứng ngay dưới này bạn ạ. À. Vai nổi mình không kéo tâm được. Quả đấy mình không kéo được hết tâm xuống dưới luôn ý. Đậu ô xanh. lao xuống Mà luôn rồi, nó chết mẹ rồi. bạn lao xuống luôn á. Ui. Vãi nổi cường. Tao nghe mày 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 có cái đạch cho tao nhảy xuống luôn luôn. Đậu xanh đừng làm thế bạn ơi.